x bình cộng 2x trừ 5 bằng bằng 0. Có x1, x2 là là nghiệm của phương phương trình thỏa mãn cái biểu thức này a bằng x1 mũ 4 x2 cộng x1 nhân x2 mũ mũ 4. Thì để giải biểu thức này nè, thứ nhất các bạn phải chốt giúp lợi là chốt giúp lợi là cái phương trình này phải đảm bảo rằng có có hai nghiệm nha các bạn thì các bạn viết lại đề nè x bình cộng 2x trừ 5 bằng bằng 0 xác định là A nè B nè và C A bằng 1 nè B bằng 2 nè và C bằng trừ 5 thì ở đây các bạn có hai cách cách thứ nhất các bạn nhìn vào A nhân C nhỏ hơn 0 đúng không ạ à? thì các bạn kết luận có hai nghiệm giải dấu cách hai là các bạn tính delta ta B bình trừ AC Thì B nè hai bình trừ 4 nhân A nè Nhân C nhân A nhân C Và các bạn bấm máy tính ra giúp lợi Thì nó sẽ ra là 24 24 lớn hơn không về kết luận phương trình có hai nghiệm phân biệt Được chưa? Và ở đây người ta kêu không có giải Nên để tính được cái biểu thức này Thì các bạn nhớ giúp lợi hệ thức ví Vs, hệ thức ví Vs Thì gồm S bằng X1 Cộng X2 Bằng trừ B chia A Trừ 2 chia 1 ra Trừ 2 B bằng X1 Nhân X2 bằng C chia A C chia A ra trừ 5 Rồi, để tính được cái biểu thức này Thì các bạn viết cái biểu thức đó ra A bằng X1 mũ 4 Cộng X xin lỗi nhân x2 cộng x1 nhân x2 mũ 4 thì hai thằng này có chung gì à đó chính là x1 nhân x2 rút nè đây 4 mà mang ra một còn lại 3 nè đây rút nè đây 4 mang ra một còn lại lại 3 được chưa vậy ở trong đây chính là hàng đẳng đẳng thức thì các bạn nhớ hàng đẳng thức giúp lợi đó là a mũ 3 cộng b mũ 3 bằng a cộng b nhân a bình trừ ab cộng b bình Vậy bằng nè. x1 nhân x2 viết lại nè, đây là a cộng b nhân a bình trừ ab cộng b b bình Và bằng nè, x1 nhân X, x2 x1 cộng x2. Và thằng này với thằng này, các thầy cô của các bạn có kêu các bạn học thuộc cái này không ạ? À? có kêu các bạn học thuộc đó là x1 bình cộng x2 bình bằng s bình trừ 2b mà nếu không các bạn nên học thuộc giúp đỡ đi à. vậy thằng này với thằng này sẽ ra là gì à? s bình trừ 2b nhưng mà mình phải viết để gần lại đi để cho các bạn dễ thấy nè được chưa đúng chưa rồi sẽ bằng nè đây là b nè đây là s nè đây là s bình trừ s bình trừ 2b và đây là trừ thêm b nè và các bạn rút gọn b nhân s nhân s bình trừ 3 và b s có chưa? S có nè. B có chưa? Và các bạn chỉ cần thế vào vậy là trừ -5 nhân trừ -2 nhân trừ -2 mũ 2 trừ 3 nhân cho trừ -5. Và các bạn bấm máy tính giúp lợt được chưa? Ok chưa bạn Thanh Tẩn ơi? Ok chưa bạn Thanh Tẩn ơi? Ok chưa bạn Thanh Tẩn? Ok không ạ? À?